ra khỏi nhà tao. Tao nuôi mày á, hao tài tốn của chứ không được cái tích sự gì hết á. Con xin về, dì thương con. Về, dì đuổi con ra khỏi nhà, con biết ăn đâu ở đâu á dì. Mày ăn đâu ở đâu á thì mặt xác mày liên quan gì tới tao. Còn mày á, đừng bao giờ bước tới ngôi nhà này, biết chưa? Nhưng đây là nhà của cha con, nhà của con mà. Cái gì? Cái gì? Nhà nào là nhà của cha mày? Nhà nào là nhà của mày? Trước đó là nhà của cha mày, nhưng bây giờ nhà này nó đã thuộc về tao. Gián nhân vừa vừa thôi chứ, nhà của cha con thì con có quyền ở. Gì? Mày tính đi đâu? Tụi bay đâu? Mau ra đây, tống cổ nó ra ngoài cho tao. Mẹ ghẻ con chồng, mày chưa bao giờ nghe hả con? Đi lâu quá vợ, mụ gì ghẻ độc ác đã đuổi con ra khỏi nhà rồi. Cha có biết không cha? Lẹ đi con, đi lẹ lên, trời sắp tối tới nơi rồi đó. Con biết rồi, nhưng con mỏi chân quá mẫu thân ơi. Để mẫu thân ấm con thôi, lên. Thôi để con gán mẫu thân ơi. Mẫu thân đi với con cũng mệt rồi mà. Đội nón lên đi. Đi lẹ đi con. Mẫu thân ơi, có cái gì kìa mẫu thân? Cháu ơi, sao vậy? Nóng quá. Mai ơi, dạ. Con phụ với mẫu thân đợi Quynh lên về nhà mình đi con. Dạ. Đứng lên không nổi rồi. Con ở đây nha. Dạ dạ. Mẫu thân ra kiếm mấy cái cây, mẫu thân làm cái kiệu. Dạ. Nha con nha. Quynh ơi, Quynh có sao không? Phụ mẫu thân đỡ Quynh lên đây con. Dạ. Túi đi con. Quynh tỉnh rồi hả? Bà ơi. Đây là đâu? Còn hai người là ai vậy? Quynh làm gì mà hốt hoảng dữ vậy? Muội tên Mai, còn đây là mẫu thân của muội. Con cứ nằm ở đây nghỉ ngơi đi. Nè, con dậy uống miếng nước, rồi chờ chút xíu nữa cháu chín, rồi ăn cho ấm bụng nghe. Dạ. Con đã tạ bà nhiều lắm. Nè, con là con cái nhà ai mà sao nằm mê man giữa đường như vậy? Dạ. Con là con của thương gia Hào nè bà. Thương gia Hào hả? Dạ. Trời ơi, sao mà ra đông nổi vậy? Thôi, con cứ nằm nghỉ đi, rồi ngày mai á, bá mẫu đưa con về nhà. Dạ không được đâu bà ơi. Nhân lúc cha con đi buôn xa, bộ gì ghẻ ác độc á đã đuổi con ra khỏi nhà rồi. Hả? Vậy thì con về con nói cho phụ thân con biết. Vì con nói, con mà léo hánh đến gần ngôi nhà đó là vì con kêu người chặt chân con luôn á bà. Sao lại có chuyện như vậy? Thôi, con cứ ở lại đây đi, không có đi đâu hết đó. Ở đây có Mai á sẽ làm bạn với con. Với lại ở đây á
cũng xa nhà con, không có sao đâu. Dạ, con đa tạ bà nhiều lắm. Ừ, mà nói nha, ở đây á có rau thì ăn rau, mà có cháo thì ăn cháo nha. Dạ. Mà sao lại có chuyện như vậy con? Dạ, chuyện là vậy nè bà. Tôi không thể tin như vậy được. Không bao giờ thằng con trai của tôi nó dám hỗn láo đối với bà. Bà ra đây cho tôi. Nói rõ cho tôi nghe chuyện gì. Dạ, tôi nào dám nói sai điều gì đâu. Nó còn ăn hiếp, nó còn đòi giết tôi nữa. Tôi sợ lắm ông ơi. Tôi đi buôn cái chuyến hàng này có mấy ngày ha, tại sao trong nhà lại xảy ra những chuyện lớn đến như vậy? Thì chắc tại nó còn thương mẫu thân nó quá, nó chưa chấp nhận tôi. Từ ngày ông cưới tôi về, cơm nước tôi lo cho nó, từng miếng ăn, giấc ngủ, đến nỗi tôi không dám lơ là một chút nào, coi nó như thằng con ruột vậy đó. Vậy mà nỡ lòng nào nó đối xử với tôi như vậy. Thôi bây giờ bà đừng có khóc nữa, bà khóc nữa tôi khó chịu lắm ha. Bây giờ tôi xin tuyên bố trước mặt bà luôn nè, bắt đầu từ ngày hôm nay, thằng Minh con tôi nó sẽ không còn là con trai của tôi nữa. Bằng bất cứ mọi giá tôi sẽ tìm nó về cho bằng được. Tôi sẽ bắt nó quỳ gối trước mặt bà, mong bà tha lỗi. Và đồng thời tôi sẽ cho nó vĩnh viễn biến khỏi cái vùng đất này. Bà yên tâm, được chưa? Ông phải đòi lại công bằng cho tôi đó. Biết rồi. Vậy là xong, từ nay không ai tranh giành cái gia tài này nữa. Tôi chờ cái ngày ông xuống mồ đó ông Hào ơi. Quên ăn cơm đi. À, Quỳnh nhớ lên kinh thành là phải ăn uống cho đầy đủ để có sức khỏe học hành và thi cho tốt nha. Quỳnh biết rồi, Quỳnh yên tâm. Nhưng mà Quỳnh về nhà cũng phải giữ gìn sức khỏe. Quỳnh phải khỏe mạnh thì mới lo được cho bá mẫu. Quỳnh nhớ rồi. À, Quỳnh, Quỳnh có một ít ngân lượng Quỳnh để dành. Quỳnh cầm đi, để mà phòng thân dọc đường. Thôi, không có được. Quỳnh cứ giữ lại đi, để nhà còn phải lo chạy chữa cho bá mẫu nữa chứ. Quỳnh có rồi, Quỳnh có để dành rồi. Cái này Quỳnh để dành cho Quỳnh. Quỳnh cầm đi để có ngân lượng mà làm lộ phí đi đường. Giờ Quỳnh nhận đi để cho Quỳnh vui nha. Ờ, nhưng mà ta... Đừng từ chối, Quỳnh cầm đi. Quỳnh nhớ ngày mai lên đường là phải cẩn thận nha. Ta... Thôi, mình ăn cơm đi. Con thu xếp lên đường sớm cho đỡ nắng nha. Dạ. Con đi bình an, ráng công thành danh toại nha. Dạ, nhất định lần này con sẽ nỗ lực hết mình. Má mẫu và Mai ở nhà chờ tin tốt của con nha. Quỳnh đi mạnh giỏi, cố gắng đạt thành mong ước. Mẫu thân và muội ở nhà chờ Quỳnh. Ừ, Quỳnh biết rồi. Thưa bá mẫu con đi. Ừ, con đi đi. Quỳnh đi nha Mai. Ừ. Mai ở nhà phải nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc cho mẫu thân nha. Ừ, dạ muội nhớ rồi. Quỳnh đi cẩn thận nha. À, Quỳnh biết rồi. Vô nhà đi mẫu thân. Con xin đa tạ trời Phật đã phù hộ cho con đạt thành ý nguyện. Hôm nay con xin về để tri ân người đã cưu mang con và xin hỏi cưới nàng Mai, đã hôm sớm tảo tần nó cho con ăn học. Con xin cúi đầu đa tạ trời Phật. Dạ bẩm quan trạng, có đại phú hào xin cầu kiến ạ. Đại phú hào à?
cho mời vào. Dạ. Con trai. Dạ. Sao phụ thân lại có mặt ở đây? Con quên phụ thân làm cái nghề gì rồi à? Phụ thân là thương lái, cho nên mụ nó thanh dữ lắm, hết hơi là biết con ở đâu rồi đó con. Nhưng mà phụ thân, bây giờ con đâu còn là con của nhà mình nữa đâu. Trời ơi, cái chuyện đó con coi như là phân trên bản rồi, xóa bỏ hết đi con à. Không thể được. Phụ thân đã từ con rồi. 10 năm qua phụ thân có ngó ngàng gì tới con đâu. Ngay cả việc con về thăm nhà, phụ thân cũng không cho con về nữa. Cái đó là tại vì hồi xưa đó con có lỗi với dì của con, cha còn chưa bắt con xin lỗi dì con nữa mà. Nhưng mà con ơi, bây giờ cha vẫn là cha của con, chuyện này ai cũng công nhận hết trơn rồi mà. Thôi được, con mạn phép hỏi phụ thân một điều. Con hỏi đi. Có phải là bây giờ con đã đổ trạng nguyên rồi, cho nên phụ thân mới tìm con đúng không? Đúng, rất đúng đó con à. Bây giờ con đậu trạng nguyên, cha là cha của trạng nguyên, cho nên cha muốn tới đây gặp con để đưa con về nhà, để mà còn vinh quy bái tổ nữa con à. Con không dám. Nhưng mà con... Con nói cái gì? Con không muốn về đúng không? Trời ơi là trời, bây giờ con tôi nó đổ trạng nguyên, nó không thèm nhìn cha nó nữa nè trời. Nỗi đau này thấu tới trời xanh luôn nè. Quan thượng thơ ơi, con tôi nó không nhìn tôi nè quan thượng thơ ơi. Nỗi đau này tôi xin đình lên hoàng thượng, tôi xin đình cái chuyện này lên ngọc hoàng thượng đi. Phụ thân à, phụ thân bớt giận, con sẽ theo phụ thân về nhà. Tao đang dở chiêu mà mày, làm sao mày thoát được. Vậy thiệt hả con? Hứa rồi đó nha. Cái gì? Con không đồng ý. Không đồng ý à? Cha nói cho con biết, bằng bất cứ mọi giá con phải lấy con gái của hoàng thượng thơ. Bởi vì con lấy con gái của ông đó thì đường buôn bán của cha sẽ được rộng mở, con hiểu không? Nhưng mà con đã nói rồi, con không đồng ý đâu. Con sẽ không lấy ai ngoài Mai hết đó. Có nghĩa là con cãi lời cha đúng không? Con muốn lấy con Mai ở bên kia sông chứ gì? Con nhỏ ở nhà nó nghèo kiết xác, nghèo nhất cái vùng này, không có môn năng hộ đối cái gì hết trơn á. Trời, không được. Trời ơi, nhà họ nghèo, nhưng mà 10 năm qua họ đã cưu mang con. Con không thể nào phụ bạc được đâu phụ thân à. Không thể nào phụ bạc. Có tình có nghĩa quá. Rất là có tình có nghĩa, nhưng mà muộn rồi đó con trai à. Khi mà con về nhà này là coi như cái gia đình đó người ta đã dọn đi xứ khác rồi đó con à. Hả? Dọn đi rồi. Là sao? Phụ thân nói sao? Con không hiểu. Không hiểu à? Vậy để cho nó cho con hiểu nè. Có nghĩa là vừa rồi cho nó cho người qua gặp gia đình của họ, cho họ một ít ngân lượng, sau đó yêu cầu họ rời khỏi cái xứ này đi mất tiêu rồi. Trời ơi, phụ thân, sao phụ thân làm như vậy? Cha nói cho con biết, cha làm như vậy cũng là vì danh giá của gia đình này, con hiểu chưa? Mà công nhận gia đình nó khờ thiệt, đưa ngân lượng mà không lấy, vậy mới ghê. Không được phụ thân, họ không khờ đâu. Họ biết mình là ai. Tại sao phụ thân lại làm như vậy hả? Phụ thân giết con rồi. Mai ơi, bây giờ mụ đang ở đâu? Rồi cái bệnh ho của mẫu thân, bệnh ho của mẫu thân bây giờ sao rồi Mai? Trời ơi, phụ thân giết con rồi. Không được, không được, con sẽ đi tìm Mai. Cho dù đi đến chân trời góc biển, con cũng phải tìm cho được Mai. Chân trời góc biển mà tìm được còn phía. Minh, Minh nè, Minh. Mai ơi, Mai à. Mai ơi, Mai à. Mai ơi, Mai à Mai, muội đang ở đâu? Ta đã tìm muội mấy mùa trăng rồi Mai ơi.
Dù cho muội đang ở chân trời góc biển đâu đi nữa, ta quyết định sẽ tìm muội cho bằng được. Mai ơi, đừng bỏ ta mà Mai. Mai à, Mai ơi, Mai. Tức quá mà, cứ mỗi sáng thức dậy là nghe mất gà mất heo. Đúng rồi, đúng rồi đó. Trời ơi là trời à, làm sao mà chịu nổi đây trời. Thôi đi báo quan đi. Đúng rồi, thiệt tình hả? Bực thiệt. Dạ cho hỏi hả? Cho con mạn phép được hỏi một vài chuyện. Cậu có hỏi cái gì thì cậu cứ hỏi đi. Dạ chẳng hay trong làng mình có chuyện gì mà thấy trên mặt của ai cũng đều lo sợ. Bực mình quá. Ủa? Mà bực ghê luôn. Trời ơi, cậu không biết gì hả? Số lạ, gần đây nè, trong làng xảy ra rất là nhiều chuyện. Trong một đêm á, mà mất gà, mất vịt, mà còn mất heo nữa. Đó, mà tôi nói cậu nghe, trai tráng ở trong làng á, thì nó bỏ đi mừng ăn xa hết rồi. Chỉ còn đàn bà con gái nè, với hai ba thằng lẻ tẻ nhỏ nhỏ như vậy nè. Thì làm sao mà tụi tôi dám nói gì đây? Rồi, không biết là có ai biết nguyên nhân tại sao không ạ? Tối đến đó là tất cả mọi người dân trong làng á tập trung vô nhà hết. Có ai dám ra ngoài đâu. Có ai dám ra ngoài đâu mà biết. Ừ. Thôi, con hiểu rồi. Bởi vì mọi người quá lo sợ, cho nên kẻ gian mới lộng hành. Cậu nói thử tôi nghe coi. Đúng rồi đó, nói thử đi. Ừ. Cậu nói đi. Dạ, cậu. Tối hôm nay tất cả mọi người cứ đóng cửa. Ở trong nhà hết. Đóng cửa vô nhà. Đúng rồi. Sau đó mọi người lẻn ra phía sau với con, sẽ có việc để làm. Cậu nói cho rõ cho tôi hiểu, chứ tôi chưa có nắm rõ gì hết. Có nghĩa là bây giờ tối nay tất cả đàn ông chuẩn bị cày gọc, đi theo con. Còn đàn bà thì chuẩn bị sẵn đuốc. Gậy. Đuốc. Có lý à, nghe được đó. Dạ có lý. Bây giờ tụi tôi về chuẩn bị liền nha. Dạ. Về. Đi về chuẩn bị liền. Đi con. Đi. Dạ. Đi nghe. Ăn trộm. Hả? Gỡ mặt mày xuống coi. Mày còn thằng này nữa. Gỡ ra. Ha. Tụi mày ăn trộm ha. Ăn trộm nè. Ăn trộm. Xin tha mạng. Tôi xin thề, từ đây về sau tôi không ăn trộm nữa. Tha mạng cho tôi đi. Tha cho mày hả? Mấy huynh thiệt là quá đáng. Bà con ở đây ai cũng nghèo khó quanh năm. Mấy huynh không thương mà còn đi làm mấy chuyện ác nhân nữa. Mấy huynh làm vậy có đúng không? Tôi biết lỗi rồi. Tôi xin thề. Từ đây về sau tôi không làm điều trái trái nữa. Xin tha mạng. Thôi được rồi, đừng đánh hơn nữa. Dạ thưa bà con, ông bà xưa có câu: đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Con xin bà con hãy rủ lòng thương mà tha cho họ, để cho họ có thể trở lại thành người ngay. Nghe cậu này nói nghe chí phải nghe. Lần này tụi tôi tha cho nghe chưa? Dạ. Nhớ. Còn lần sau nữa là chết với tụi tôi đó. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Về tốn chí làm ăn đi. Đi ra đi. Đi. Ê, bỏ con gà lại. Dạ. Mày. Chàng ơi, gạo mắc quá, làm sao mà tôi mua nổi đây? Tôi mua được lần này, biết lần sau còn bạc để mua không nữa. Thiệt khổ ghê. À, Quynh ơi. Hả? Quynh cho ta hỏi thăm làng mình có chuyện gì hả? À, năm nay mất mùa cậu ơi. Cả làng đói kém, nhiều người chết vì chịu không nổi đó cậu. Sao ta thấy dân làng ai cũng cầm trên tay một nhúm gạo, mà gương mặt ai cũng đau buồn hết vậy? Không buồn sao được cậu. Gạo này là họ dây, ở nhà họ Triệu đó cậu. Dây mùa này thì mình làm, mùa sau mình trả, có gì đâu mà buồn dữ vậy. Dây á thì phải trả rồi, nhưng mà chắc không trả được đâu cậu ơi. Ủa, là sao Huynh? Nhà họ Triệu á, họ ỷ họ giàu có, họ cho dây với giá cắt cổ. Ai muốn dây ít gạo để sống qua ngày á, thì phải ký giấy làm không công cho họ để trả nợ đó cậu. Chết là cái chắc rồi cậu ơi. Thôi được rồi, Quynh đi. Thôi, tôi đi nha cậu.
thiệt là hay cho nhà họ Triệu. Đợi chút xíu đi. Đợi chút xíu ông già rồi con nói cho. Cái gì mà kéo qua nhà tôi ưng sừng vậy hả? Dạ chào ông. Dạ chào ông. Dạ chào ông. Chào ông. Triệu gia thì sao? Hả? Dạ thưa. Mất mùa, không có cái ăn đói rã rời. Ta thương tình, ta mở kho, ta cho mượn gạo, không biết ơn nói này nói nọ. Triệu gia này triệu gia nọ ý là sao? Tụi tôi không có dám nói gì hết đó ông ơi. Nghe rõ ràng ông nha. Tôi chỉ xin ông là tha cho tụi tôi 2 năm làm không công. Dạ. Chứ để cho tụi tôi có con đường sống. Chứ như vậy thì... Thì sao? Hả? Ông ý kiến gì tôi hay không? Ông muốn phản đối hả? Muốn chống tôi hả? Dạ. Ông tin tôi lôi ông ra khỏi đây không? Tha cho tụi tôi. Ông ơi. Ông ơi. Tha cho tụi tôi. Ông ơi. Tụi tôi. Ông ơi. Chết hại tụi tôi. Ông ơi. Ông ơi. Tụi lại. Ông quýnh là tụi bay. Lại. Mày là ai hả? Mày là ai mà mày vô đây mày lớn tiếng vậy hả? Mày có tin ngày này năm sau là đám giỗ của mày không? Mày là ai? Ông nhìn cho kỹ. Nhìn vậy. Ta là quan trạng Nguyễn Minh đây. Chứ ông thèm hộn lắm. Quan trạng Nguyễn Minh. Là quan trạng. Là quan trạng. Dạ, quan trạng ơi. Dạ tôi có mắt như mù. Dạ rồi. Có mắt tèm nhem không thấy nữa. Dạ, dạ xin quan trạng tha lỗi cho quan trạng ơi. Ông mà cũng biết đứng khom lưng nữa sao? Dạ thôi để tôi quỳ xuống. Thôi được rồi. Dạ. Ông đứng lên đi. Dạ dạ đội ơn quan trạng. Ông biết lỗi của mình như vậy là tốt rồi. Dạ. Bây giờ ông biết tính sao rồi hả? Dạ. Dạ sao là sao? Ông không biết tính sao à? Dạ tính sao là tính sao? Không biết tính hả? Dạ dạ, dạ dạ. Thôi được. Dạ. Để ta tính cho ông. Dạ. Thưa bà con. Dạ, dạ. Vì mất mùa dịch bệnh, hôm nay Triệu gia xin mở kho thóc phát chẩn cho bà con. Tất cả giấy tờ mà ông đã ép người ta coi như là hủy bỏ hết. Dạ vậy thì ông không đồng ý sao? Dạ. Ông có muốn ta tấu trình lên hoàng thượng hay không? Dạ thôi, dạ thôi, dạ tôi biết lỗi rồi. Dạ công nhận quan hay thiệt nha. Quan làm cái chuyện này cả cuộc đời tôi nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ tôi nghĩ tới nữa. Mà gẫm gẫm cũng đúng nghe quan. Bây giờ tuổi tôi gần đất xa trời, chuẩn bị theo ông bà ông giải rồi. Giờ của cải có nhiều cũng đâu làm gì được đâu quan. Dạ đa tạ quan nhiều lắm. Tất cả là nhờ quan cản. Tốt quá. Dạ. Ông đã hiểu ra được điều này, quả thật là hạnh dạ, phúc. Dạ. Thôi, ta có việc phải đi đây. Ủa, bây giờ quan đi đâu? Ta đi tìm người thương, người mà đã lo lắng chăm sóc cho ta, để cho ta có được ngày hôm nay. Vậy thì tiếc quá. Ông tiếc điều chi? Dạ thấy quan trạng có khí phách hơn người. Dạ nói nào ngay, tôi có một đứa con gái nuôi. Sau khi mà mẹ nó mất á, nó đi lang thang tới cái vùng này. Tôi thương tình tôi nhận về làm gái nuôi. Dạ tính gả cho quan trạng mạng dày. Dạ tiếc. Ta đa tạ tấm chân tình của ông. Dạ không có chi. Nhưng mà trong lòng của ta chỉ có mỗi một người thương đó thôi. Thôi, ta xin cáo biệt. Dạ trước khi quan trạng đi, để kêu cháu nó lên nó chào cho phải đạo. Mai à. Lên cha nói nghe nè. Lại là tên Mai, làm cho mình càng nhớ nàng hơn. Ông nghĩ nữ dạ. của ổng đó. Dạ chào quan. Thư. Dạ đây là con gái nuôi của tôi. Dạ. Chào quan trạng đi con. Dạ xin chào quan trạng. Mai là huynh đây. Huynh Mai ơi, ta đã đi tìm muội mấy mùa trăng rồi. Huynh. Ủa vậy là đây chính là người thương của ta, người mà ta đã phải lặn lội tìm kiếm bấy lâu nay. Mai à, huynh có nghe về chuyện mẫu thân đã mất? Muội hãy đưa huynh đến thắp cho mẫu thân nén nhang nghe. Mai à, từ đây về sau huynh và muội sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Hay quá, thiệt là tốt quá. Chúc mừng con gái. Bà con ơi,
coi như cái nợ nần cái mùa này á mình xí xóa, không ghi không đòi gì hết ha. Dạ. Với lại đặc biệt hôm nay á tôi mở tiệc mừng cho nên mời bà con ở lại chơi vui luôn nha. Dạ đa tạ. Dạ đa tạ. Ê ê, tên kia. Giờ em nói gì vậy? Đi lẹ chưa? Cậu Thỏ. Dạ chào Thẩm. Mày á, mày dám ăn nói với cậu như vậy đó hả? Uổng công ngày xưa ông với cậu đối xử tốt với mày. Bà cũng biết đó chuyện ngày xưa. Đời lên voi xuống chó. Hắn bán nhà cho người ta rồi nên có phải là cậu nữa đâu mà tôi phải nể. Rồi nhờ ông ngó vậy, có phải nhà của mày đâu. Thôi đi lẹ 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 đi. Ông bà về tưởng tên ăn mày đứng cản đường nữa. Chào Thẩm con đi. Cậu, đồ cái thứ ăn cháo đá bát. Bà hay quá. Sao không đi theo đi mà lại đây làm? Tao nói thiệt với mày á, tại tao nghèo, tao phải nuôi con cho nên tao mới làm công cho cái nhà này nè. Nhưng mà tao biết, tao còn biết tình biết nghĩa chứ không phải như mày. Đời còn dài lắm mày. Cậu Thọ là người học giỏi, thông minh. Có ngày cậu sẽ đổ trạng làm quan. Mày đừng có khinh người quá. Cơm ba bữa lo chưa xong, bài đặt có lộ phí lên kinh thi. Hôm nay là ngày giỗ của phụ thân. Vậy mà bây giờ không có ngân lượng để mua đồ cúng. Phải chỉ bây giờ mới có chút ngân lượng sẽ chuẩn bị một âm cổ đàng hoàng cho phụ thân. Con bất tài quá. Con Thẩm. Thẩm ngồi đi. Cậu đừng có buồn. Ông thương cậu lắm. Ông có giận cậu đâu. Thời gian thiệt là mau. Ngày mai là đúng 3 năm ngày ông mất. Cũng là ngày giỗ, ngày mãn tang của ông. Tôi không có tiền. Mai tôi ra ngoài chợ, tôi mua một chút bánh kẹo với lại trà, cái loại mà ông thích uống hồi lúc ông còn sống á, tôi đem qua tôi cúng ông. Hen. Dạ con đa tạ Thẩm. Thiệt nhìn cậu á mà tôi xót xa gì đâu á. Từng là một công tử sống trong cảnh giàu sang, chỉ vì ông bệnh phải lo cho ông, rồi lâm vào cảnh sa sút như vậy, phải bán hết của cải. Nhìn cậu sống trong cảnh cơ hàn như vậy tôi chịu không nổi. Con không sao đâu Thẩm. Trời kêu ai nấy dạ mà. Bây giờ con cũng phải chấp nhận sống như vậy thôi. Cậu cải số được mà cậu. Cậu ngày xưa là người học giỏi nhất trong cái làng này. Bây giờ cậu chỉ cần cố gắng học hành rồi đi thi, thế nào cũng đổ trạng nguyên à cậu. Dạ con đa tạ Thẩm. Đường lên kinh xa xôi, con thì bây giờ phải kiếm ăn từng bữa. Thời gian đâu mà dù mài kinh sử, rồi còn lộ phí lên kinh ứng thí, còn lấy đâu ra hả Thẩm? Tôi cũng nghèo, còn lại đông nữa, không có giúp gì được cho cậu, ái nái gì đâu. Thẩm à, Thẩm đừng có nói như vậy. Lúc nhà con sa sút tới bây giờ, tất cả mọi người đều quay lưng với con.
chỉ có một mình Thẩm, lúc nào cũng thương yêu con, cũng lo lắng cho con hết. Con biết ơn Thẩm nhiều lắm. Tôi nhớ rồi cậu. Cậu nhớ ở bên làng bên không? Có cái gia đình họ Mai, mà cái gia đình đó có một cô con gái. Cái cô đó là có hôn ước với cậu á. Bây giờ vậy nè, ngày mai thì cậu cũng đã mãn tang ông rồi. Dạ. Hay là cậu qua bên đó đi. Cậu qua bên đó để rồi cậu thực hiện cái hôn ước á. Nhà họ giàu lắm, biết đâu họ có thể giúp đỡ cho cậu. Nghe cậu. Dạ. Con đa tạ Thẩm. Nhưng mà Thẩm thấy gia cảnh con sa sút như vậy, chắc là không xứng với họ đâu. Trời ơi, cậu đừng có tự ti như vậy. Tôi nghe nói á, họ mang ơn ông nhà mình dữ lắm. Với lại cái hôn ước này là do ông hứa đó. Bây giờ mà cậu không qua bên đó thì chẳng khác nào cậu làm cho ông bội ước cái lời năm xưa đó. Dạ. Đi đi cậu. Tôi nghĩ trên đời này chắc cũng còn có người sống có tình có nghĩa mà cậu. Cậu đi qua bên đó đi. Nghe cậu. Dạ. Để con qua thử coi sao. Đi nghe cậu. Cậu đi qua bển nghe cậu. Dạ. Dạ rượu đây. Dạ mời khách quen ạ. Dạ mời. Tiểu thơ, mua giả đi tiểu thơ. Cho ta gửi. Đa tạ. Dạ. Vậy mới đó Thẩm, Thẩm lựa đi. Hờ. Tiểu thơ ơi, tiểu thơ. Tiểu thơ tiểu thơ làm rớt nè. Của tiểu thơ phải không? Đúng là của tôi rồi. Đa tạ huynh nha. Không có gì. Thẩm ơi, về bán cho tôi một chung rượu. Rồi biết rồi. Mày sao gửi nha. Thôi tao về luôn à. Tầm lấy cho tôi chung đó nha. Có bạc không mà mua rượu vậy? Dạ. Được bao nhiêu? Có nhiêu đây à? Nhiêu đó sao mua được chum rượu? Vậy thôi Thẩm bán cho tôi nửa chum rượu được không? Cái này á là tôi thấy cậu tội nghiệp, cho nên á tôi mới bán cho cậu đó nha. Đa tạ Thẩm. Không có bạc mà mày đặt mua rượu nữa. Nè. Đa tạ. Cho tôi lần gửi. Sau nhớ mang đủ bạc nghe chưa? Không ai bán nửa chum đâu. Dạ Thẩm thông cảm. Tại vì á, tôi phải qua thăm nhạc gia tương lai của tôi, mà tôi thì không đủ ngân lượng, chỉ có nhiêu đó thôi. Mà cũng phải mua chút đỉnh gì để làm lễ. Thẩm thông cảm. Không có bạc mà mày đặt thăm nhạc cái trẻ gia. Đa tạ Thẩm. Mày quật mạnh lên coi. Nhà tao cho mày ngày ăn ba bữa mà mày làm như tao bỏ đói vậy. Dạ. Mạnh lên. Cô ba mấy gì? Tị ơi, hồi nãy á em ra chợ, em thấy ngoài đó bán nhiều loại giấy đẹp lắm, cho nên là em có mua về em để bên phòng á. Xíu nữa tỷ qua coi với em nha. Ủa mụi bị gì vậy? Nhà nhiều ngân lượng mà, đi ra ngoài chợ mua thiếu gì. Tự nhiên đụng vô kim chỉ, rồi cái lỡ nó đâm vô tay rồi đổ máu đổ ruột ghê lắm. Ừ, nhưng mà khăn mình tự thêu thì cũng thấy thích chứ. Tỷ không thích, mụi thêu một mình đi, tỷ không có thời gian. Nhẹ thôi bái tóc tao. Dạ. Dạ bẩm cô hai, bẩm cô ba, ở ngoài cổng có người tên Lê Thọ xin gặp. Lê Thọ nào? Dạ. Tỷ ơi, hình như là huynh Lê Thọ, con trai của bác Lê. Gì? Cha nói với tao là cách đây mấy năm nhà đó làm ăn thua lỗ, bây giờ tên nó nghèo mạt lắm rồi. Còn hôn ước cái gì nữa, ai mà lấy.
dẹp đi. Nhưng mà cái gì mà ồn ào quá vậy mấy đứa? Dạ con cha chỉ nhớ cái tên Lê Thọ không? Lê Thọ nào? Cái tên mà cha hứa hôn cho con với hắn đó. Cách đây mấy năm là nhà đó thua lỗ, bây giờ hắn nghèo mạt lắm rồi. Tự nhiên bây giờ quay lại tìm cha kìa. Ủa, cái thằng Lê Thọ đó bây giờ nó tới đây hả? Dạ, hắn đòi chuyện hôn ước đó. Cái thằng đó giờ nhà nghèo kiết xác. Cha nhớ lúc trước có hứa hôn với nó, mà lâu quá giờ cha quên rồi. Thằng này tánh kỳ, có cái tật như già ghê ta. Trời ơi, cha đi ra cha đuổi tên đó giùm con đi, con không lấy tên đó đâu, con chết đó. Cha, hồi xưa mẹ còn sống, mẹ nói là gia đình Bắc Lê đó đã cưu mang và giúp đỡ gia đình mình. Bây giờ gia đình họ sa sút, con nghĩ là cha cũng nên đáp lại ân tình đó. Gia đình. Dạ. Khỏe không? Dạ con khỏe ạ. Ra ngoài đó kêu thằng Lê Thọ vô đây cho ông. Dạ. Cha, con không lấy đâu, con chết đó. Con bình tĩnh. Nghe cha nói, ngày xưa cha có hứa hôn ước với nó, nhưng mà lâu quá rồi. Bây giờ nhà nó nghèo rồi. Nhà mình á là trên lệch với nhà nó một cấp như vậy nè, một khoảng xa như vậy nè. Đúng rồi. Làm sao nó xứng đáng với gia đình mình được. Nó cho nó vô đây, nói cho nó một lần, để cho nó biết, hiểu không, là cha không có đồng ý hôn ước ngày xưa gì hết trơn á. Để từ đây về sao nó không làm phiền gia đình mình nữa. Dạ đúng rồi. Ừ. Phải vậy. Cha cha cái gì, để cha bằng tính. Bây giờ như vậy nè, hai đứa con lui vào trong để cha nói chuyện với thằng Lê Thọ. Dạ. Nhớ nha cha, nhớ nha cha. Vô đứng số rớ hoài. Vô. Dạ. Con chào bá phụ. Dạ thưa bá phụ, hôm nay con tới đây thăm bá phụ. Con có chum rượu biếu bá phụ. Hữu rượu á? Dạ. Gia đình. Dạ. Dạ. Ông cho con nè. Thiệt hả ông? Ừ. Ông nào giờ. Dạ. Không phải nói ông phách, ông uống rượu hảo hạng nó quen rồi. Ba cái rượu rẻ tiền này á, nó cỡ con á uống mới hợp. Dạ đúng, dạ đúng. Con đa tạ ông. Ra ngoài kia rủ bạn bè anh em chòm sớm uống đi. Dạ con đa tạ ông. Uống hết bình đó thôi, không có mua thêm nghe bay. Dạ. Ngồi đi con. Ngồi xuống nói dạ. chuyện cho thoải mái. Đa tạ bá phụ. Ừ. Sao? Bữa nay cậu Lê Thọ lê lết tới đây gặp tôi có chuyện gì nè? Mà nè, đừng có nói với tôi là đến đây rồi nhắc tôi ba cái chuyện hôn ước đồ nha. Tôi quên mất tiêu hết rồi. Dạ thưa bá phụ, phụ thân con mất cách đây 3 năm rồi. Ừ. Thời gian thọ tang của con cũng đã hết. Ừ. Hôm nay con mà muốn đến đây gặp bá phụ vì muốn thực hiện lời hứa ngày xưa của phụ thân con với bá phụ. Trời ơi, thực hiện cái gì không biết nữa. Ngày xưa là bác hứa với cha con. Dạ. Thấy không? Mà bây giờ cha con chết rồi, coi như là quỷ. Thấy không? Với lại con nhìn bản thân con coi, con nhìn bản thân con coi, con xứng đáng làm rể với gia đình này không? Hả? Con không có nhớ cái câu mà đũa mốc mà bày đặt chồi mâm son hả? Hả? Con không biết mắc cỡ hay sao mà con dám dắt mặt lại đây con đòi. À, hôn ước là sao? Vậy thưa bá phụ, con biết gia cảnh hiện tại của con. Chẳng qua là con đến đây, con chỉ muốn thực hiện lời hứa của phụ thân con với bá phụ. Ờ, nếu như bá phụ không đồng ý hôn sự này, con cũng chẳng trách hờn gì đâu. Coi như hôn ước đã hủy bỏ, con cũng làm tròn chữ hiếu với phụ thân con. Ừ, nè, cậu đồng ý hủy hôn ước rồi đúng không? Dạ. Ừ, vậy mới đúng chứ. Nè, từ đây về sau là không có tới đây làm phiền nữa nghe chưa. Thôi, cậu về đi. Về. À, thông cảm nha. Lớn tuổi rồi,
sức khỏe nó không được ổn định cho nên không có tiễn cậu được. Dạ. Mai mốt á, có đi ngang nhà tôi á, cũng đừng có rảnh mà ngó vô đây nghe, phiền lắm. Hen. Dạ. Giỏi. Dạ, thưa bá phụ, con gì? Không tiện. Dạ, bá phụ giữ sức khỏe. Hay trời ơi, cũng may nó đồng ý quỷ hôn. Chứ nó ngồi đây, nó nói chuyện hồi, mình nói chuyện đâu có lại nó. Cha. Hết hồn con. Sao cha lại đối xử với người ta như vậy? Như vậy á, là mình bị mang tội, dòm ơn bội nghĩa. Im. Con biết cái gì? Mày hay quá ha. Mày thay tao lấy hắn luôn đi. Cha, đâu cha, rồi? Cha, con đây, thay tao lấy hắn luôn đi. Cha nó là sao á? Muội không có như tỷ. Muội biết điều gì mình nên làm. Nếu mà giờ mà cha đồng ý á, thì muội sẽ thay tỷ để thực hiện hôn ước đó. Mai Tiên, con nói bậy bạ cái gì vậy? Dù con có muốn lấy Lê Thọ thay chị con, cha cũng không có đồng ý. Làm rể cái gia đình này phải có môn đăng hộ đôi, chứ đâu phải chuyện chơi. Phóng vô cái làm rể được, phóng vô cái làm rể được. Nhưng mà con không có muốn người đời nói cha là vong ân bội nghĩa. Trời ơi con ơi, miệng lưỡi thế gian, ai nói ra nói vào gì kệ họ, con đừng có quan tâm. Thấy không? Thôi bây giờ hai đứa đi vô trong nghỉ. Đi vô đi, đứng hoài. Lấy hắn luôn đi, đi theo hắn luôn đi. Xui 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 xui, nói thiệt rồi sao? Đi vô. Con số bậy không à? Biết em con nhẹ dạ không? Ghét. Cha. Xong thiệt đúng không cha? Xong rồi. Hồi nãy chính miệng nó nói là nó đồng ý hủy hôn. Trời ơi, từ đây về sau nó không đến nhà mình, nó làm phiền mình nữa. Đúng là cha của con thủ đoạn ghê. Nói gì vậy? Dám nói cha bày vậy hả? Cha không có thủ đoạn nghe chưa? Cha chỉ lật lọng thôi. Dạ, nói chung là xuất sắc. Cô ba, tối rồi cô còn tính đi đâu nữa vậy? Ta đến chỗ huynh Lê Thọ. Ủa, sao tự nhiên cô tới đó làm gì? Tại vì cha và tỷ của ta có lỗi với gia đình họ. Ta không thể làm ngơ để tỷ và cha mang tội bất nghĩa được. Ta sẽ tới đó để giúp huynh Lê Thọ. Ta đi đây. Trời ơi cô ơi, cô một thân một mình tới đó cũng có giúp được cậu Lê Thọ gì đâu. Sao lại không được? Ta có tay có chân, ta còn có sức khỏe. Muội đừng có lo cho ta nha. Lá thư ta để trên bàn, có gì mai muội đưa giùm cha ta nha. Dạ. Vậy thôi cô đi đường cẩn thận nha. Ừ, ta đi đây. Dạ. Cô ba đúng là người có tình có nghĩa mà. Cầu cho ông trời phù hộ cho cô ba của con. Phụ thân, con bất tài vô dụng nên con không thể thực hiện hôn ước với gia đình bá phụ. Mong phụ thân tha lỗi cho con. Cậu, cậu, cậu qua bên đó, họ nói với cậu sao? Thẩm ơi, bên đó họ hủy hôn ước rồi. Cái nhà đó cũng giống như mấy cái nhà kia, mấy cái người đó cũng giống như mấy cái người kia, khi dễ hoàn cảnh gia đình mình đúng không? Phải không? Không phải đâu Thẩm, cũng tại con bất tài vô dụng thôi. Thôi đi,
cậu cứ binh binh họ, cậu nói tốt cho họ làm chi? Đồ cái thứ hả? Bạc tình bạc nghĩa, thầy ghét. Dạ Thẩm ơi. Huynh ơi lại. Thẩm với Thọ huynh đừng có hiểu lầm. Thực ra phụ thân muội mày lão già không phải hạng người đó đâu. Cô là... Dạ con là Tiên, là nha hoàn của cô hai Mai Ngọc. Thọ huynh, Mai lão gia không có quỷ hôn ước với huynh đâu. Cô nói gì tôi không hiểu. Rõ ràng là bá phụ đã nặng lời với tôi, rồi đồng ý hủy hôn ước rồi mà. Mai lão gia chỉ giả vờ đóng tuồng với anh thôi à. Đóng kịch làm sao? Tại vì á, Mai lão gia rất là yêu thương cô hai, mong muốn cô hai tìm được một phu quân xứng đáng. Chính vì vậy á, Mai lão gia mới cố tình chê bai huynh, lạnh nhạt với huynh, để cho huynh thấy vậy mà dương lên. Mà á, cô hai Mai Ngọc rất là lo lắng cho huynh luôn á. Cho nên vậy á, Mai lão gia với cô hai Mai Ngọc mới bắt tôi tới đây để chăm sóc và phụ huynh, để huynh chuyên tâm học hành. Thẩm ơi, cậu đúng là nông cạn mà. Như vậy là con không hiểu rõ sự tình, không hiểu được nỗi khổ tâm của bá phụ. Con đúng là nông cạn mà. Sao chút nữa là con hiểu lầm bá phụ rồi. Bởi vậy, cậu thấy không, lời của tôi nói đâu có sai. Cũng còn người tốt, sẽ có người tốt giúp cậu mà. Đa tạ cô. Ngồi xuống đi cô. Cậu ngồi xuống đi. Dạ. Còn nước không? Dạ con. Dạ con. Dạ. Thẩm ngồi cậu, đi. Cậu rót nước cho cô uống đi. Mời cô. Mà nghe nói là huynh cũng học giỏi lắm đúng không? Mà đúng rồi, năm sau là có một khoa thi rồi. Bây giờ á, huynh phải chuyên tâm học hành. Còn vụ lộ phí mà để lên kinh ứng thí á, cứ để muội lo. Nhưng mà tôi... Huynh đừng có ngại, cái đó là nhiệm vụ của muội mà. Còn nhiệm vụ của huynh á, là bây giờ huynh phải chuyên tâm học hành, thi đỗ công danh, để không phụ lòng cô hai và Mai lão gia. Phải rồi đó cậu, cậu ráng cố gắng đi. Còn có năm nữa là đi thi rồi đó cậu ơi. Ráng lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Dạ được rồi, nhất định con sẽ không phụ sự kỳ vọng của tất cả mọi người. Con sẽ cố gắng hết sức. Dạ. Nhưng mà bây giờ cô định làm gì? Bây giờ muội tính là dựng một cái chòi ở bên cạnh nhà của huynh. Sau đó muội sẽ mua thêm khung dệt và dệt vải đem ra chợ bán. Huynh chỉ cần dựng cho muội cái chòi rồi đem thêm củi về cho muội thôi. Không cần đâu. Cô cứ ở trong nhà, tôi ở ngoài này cũng được. Đâu có gì đâu, ăn nhiều chứ ở đâu có nhiều. Không. Vậy hai người tự sắp xếp chỗ ở với nhau đi ha. Tôi xin phép tôi về, còn tôi khóc. Xin lỗi ha. Dạ, con đa tạ Thẩm. Đa tạ cô, mời cô dùng nước. Con với cái không coi cha nó ra gì hết. Thôi cha kệ nó đi. Nó đi đâu mặt xác nó, cho nó biết khổ là như thế nào. Chứ để nó ở nhà suốt ngày nó nói đạo lý nghe mà muốn mệt luôn á. Đúng, con nói đúng. Phải để nó cực khổ một thời gian cho nó sáng con mắt nó ra. Mày á. Dạ. Không có nói cho ai biết chuyện này nghe chưa. Ai có nhiều chuyện hỏi á, nói là cô ba bệnh, đang tịnh dưỡng ở trong phòng. Nghe rõ chưa? Dạ con biết rồi ông. Mày nói chuyện với tao đàng hoàng coi. Mày nói chuyện giống như Tao làm gì mày á? Mày đứng mày khóc hả mày? Dạ con không có. Bực bội. Mày cẩn thận nha. Đa tạ huynh. Huynh muốn uống nước không? À không, huynh không khát. Mình đi tiếp đi. Dạ. Hôm nay thật sự đa tạ huynh. À, muội đừng nói vậy. Giúp đỡ muội là chuyện mà ta nên làm mà. Muội cẩn thận đó. Hôm nay trời đẹp ha. Dạ. Thọ huynh, huynh thấy đẹp không? Cũng đẹp.
Dạ. Mùi có sao không? Để huynh coi. Sướng tay rồi. Cây này nhiều dòng lắm. Đa tạ huynh. Đâu có gì đâu. Mà hình như là bàn tay của muội không giống như bàn tay của người làm việc cực nhọc. Thiệt ra là trước đây gia đình muội cũng khá giả, chuyên làm nghề dệt vải rồi đem ra chợ bán thôi. Sau đó gia đình muội sa sút, cho nên mới phải đi ở đợ cho Mai lão gia. Chỉ một thời gian gần đây thôi hả? Chứ không phải ở đợ từ nhỏ. Vậy ra hoàn cảnh của muội cũng giống hoàn cảnh của huynh ha. Dạ. Bởi vậy á, huynh phải cố gắng lên. Xong có khúc người có lúc mà. Muội tin huynh sẽ thành công. Đa tạ muội. Ủa, trời sắp mưa rồi. Thôi, mình tìm chỗ nào mình trú đỡ đi. Sắp giải đó cho cô nương nó coi đi. Dạ con đây nữa nè, toàn là hàng tôi tự dệt đó. Chị thấy đẹp không? Trời ơi đẹp quá à. Dạ còn hàng dưới này nữa nè chị. Chị cứ coi thử đi. Đẹp lắm đó. Mấy màu mà nhìn đẹp ghê. Dạ chị. Đây chị. Sắp giải này cũng đẹp lắm cô nương. Đẹp lắm đó. Đây đây đây, cô nương qua đây. Tôi lấy cô nương coi. Tôi biết rồi. Tôi thấy sắp giải này cũng đẹp lắm nè. Cô nương cứ coi thử đi. Quỳnh thấy tấm này đẹp không? Sắp giải này hợp với cô nữa nè. Tôi lấy hết mấy màu này nha. Đa tạ. Mùi giữ đi. Dạ. Đa tạ cô nương nha. Lần sau nhớ quay lại. Thôi mình đi. Dạ. Mùi đi cẩn thận đó. Đừng có làm quá sức nữa. Làm gì có. Chứ sao giờ muội còn chưa ngủ nữa. Trời ơi, muội có làm gì quá sức đâu. Tại muội á, không có ngủ được. À mà quên nữa, huynh học hành cũng phải lo giữ gìn sức khỏe đó nha. Thì huynh sẽ cố gắng học, cố gắng thi đỗ, để không phụ lòng bá phụ. Còn muội? Hả? Sao? Ý huynh là sao? Ý huynh muốn hỏi là muội còn phải làm công cho nhà họ Mai tới khi nào nữa? Cũng lâu lắm, cũng không biết nữa. Muội yên tâm đi, dù huynh thi đỗ hay là không thi đỗ, nhất định huynh sẽ kiếm cách để chuộc muội. Huynh nói gì vậy? Muội ở đợ cũng tốt mà. Trời ơi, tốt cái gì? Ở đợ làm sao mà tốt được? Muội đâu có tự do làm những điều mình thích đâu. Cũng giống như chuyện này nè. Đó, muội phải tới đây cực khổ vì một người xa lạ, muội thấy đúng không? Thôi huynh đừng có nói như vậy. Thiệt ra muội cũng thấy vui vì công việc này lắm. Chứ muội ở nhà muội cũng thui thủi một mình không à, không có ai trò chuyện với muội hết đó. Ủa mà muội không còn huynh đệ tỷ muội gì sao? Muội có tỷ tỷ. Mà tỷ tỷ của muội không thích chơi với muội, chỉ thích ra ngoài chơi thôi hả?
Nhưng mà Mùi rất là thương tỉ tỉ của Mùi, cho nên vì vậy á, Quỳnh phải cố gắng đỗ đạt nha. Ủa, nhưng mà Quỳnh đỗ đạt thì có liên quan gì tới tỷ của Mùi? Thì Quỳnh đỗ đạt thì Mùi sẽ là người hoàn thành nhiệm vụ tốt, cho nên là Mai lão gia sẽ thưởng cho Mùi vàng và 2 khúc lụa nữa. Mùi yên tâm, nhất định Mùi sẽ không phụ lòng của Mùi đâu. Cái đó là không phụ lòng cô Hai Mai Ngọc mới đúng. Sẽ không phụ lòng của tiểu thơ Mai Ngọc. Mà thôi, Quỳnh lo học bài đi. Mùi còn phải xếp giải cho xong, để mai còn mang ra chợ bán nữa. Vậy mùi tranh thủ làm cho nhanh, rồi nghỉ ngơi, không được quá sức nha. Công tử, mỹ nhân kìa. Mỹ nhân, tại sao đẹp như vậy mà buôn bán cực khổ vậy hả? Công tử, nếu mà công tử muốn mua vải á thì tôi bán, còn không thì xin mời tránh đường cho tôi. Ê, công tử làm ta gì không vậy? Ta không muốn mua vải mà còn muốn mua luôn cả nàng nữa. Quay dạ dạ gì buông ra gì nha ra. Ê, người làm gì vậy? Mùi có sao không? Nè. Dạ không sao. Cái thằng nghèo mặt riệp này, mày là cái gì mà mày xí vô hả? Mùi, ta là bằng hữu của Mùi ấy hả? Ngươi không nghe câu nam nữ thọ thọ bất thân sao? Ngươi có biết liêm sĩ không? Được, tao cho mày ngưng lượng. Khôn hồn á thì đi đi, để cô ấy ở đây. Ta không đi, ta không cần ngưng lượng của ngươi. Thằng này lão ta. Lên. Mùi, Mùi. Thảo Quỳnh có sao? Tỉnh lại đi. Tôi đang ở đâu đây? Thảo Quỳnh, Quỳnh tỉnh rồi hả? Quỳnh cẩn thận. Mùi có sao không? Mùi không sao. Mai á mà nhờ có Thẩm Thẩm, kêu lính tới, tụi nó sợ quá, tụi nó bỏ chạy luôn. Rồi Thẩm với mọi người phụ Mùi khiêng Quỳnh về đây đó. Với lại sao Quỳnh khờ quá vậy? Tụi nó đông vậy á, Quỳnh biết đánh không lại thì thôi, thì lo chạy trốn đi, còn ở lại chịu trận chi không biết. Sao Quỳnh bỏ Mùi được? Miễn là Mùi không bị gì thì dù có chết Quỳnh cũng không sợ. Thảo Quỳnh này, Quỳnh đừng có nói gỡ như vậy. Bây giờ á, Quỳnh phải tập trung tịnh dưỡng cho khỏe mạnh, để lên kinh dự thi, vì cô Hai Mai Ngọc với Mai lão gia đang mong chờ Quỳnh đó. Mùi nói đúng, Quỳnh không thể nào phụ lòng bá phụ và tiểu thơ Mai Ngọc được. Quỳnh còn đau hả? Không sao. Nè, Thẩm. Thuốc tôi sắc xong rồi nè. Dạ con cảm ơn Thẩm Thẩm nha. Cậu ráng uống nha cậu. Dạ, mùi cứ để Quỳnh, để Quỳnh làm. Mùi cứ để Quỳnh tự uống được. Dạ. Hơi đắng. Đắng quá. Ráng nghe. Đa tạ Mùi. Để đây lát uống tiếp. Uống dạ. Rồi nó hết, nó mang màu hết bệnh, hiểu không? Dạ. Con đa tạ Thẩm Thẩm nhiều nha. Lo cho cậu nghe, tôi ra làm sao á. Đa tạ Mùi nghe.
Cô Tiên. Dạ Thẩm Thẩm. Cô khóc hả? Mấy đứa nhỏ bên nhà Thẩm á, nó cầu được con cá, Thẩm đem qua cho con nè. Rồi xong cái con coi con làm cái món gì á, bồi dưỡng cho cậu nghe. Dạ. Trời ơi, con cảm ơn Thẩm nhiều nha. Huynh Thọ cũng đỡ nhiều rồi, đang ngồi đọc sách ở trỏng á. Phải vậy thôi chứ, gần tới ngày rồi, đi thi trên kinh thành á. Cậu Thọ lên kinh thành. Tiên Tiên, con có đi theo không? Dạ. Dạ con không có đi. Huynh ấy mà lên kinh ứng thí thì con sẽ trở về nhà Mai lão gia. Tại vì tới đó thì nhiệm vụ của con cũng xong rồi. Nhiệm vụ của con cũng xong, nhưng mà còn tình cảm của con thì sao? Thẩm này, Thẩm nói gì vậy? Thẩm nói gì vậy? Tôi nói cho mà nghe nghe. Tôi già rồi, nhưng mà con mắt tôi còn sáng lắm mà. Tôi thấy hình như hai người có tình cảm với nhau đó nghe. Dạ. Sao? Thẩm này. Phải không? Đúng không? Dạ. Nhưng mà nhưng huynh ấy đã có hôn ước với người khác rồi, con không muốn con với huynh ấy trở thành người bất nghĩa đâu. Chỉ có cô hai Mai Ngọc mới xứng làm vợ huynh ấy thôi. Gì mà phức tạp quá, chuyện tình gì mà éo le quá. Thấy thương cho hai cô cậu quá. Thôi tôi mệt quá, tôi đi về đây. Thôi tôi đi về á. Cậu Thẩm Thẩm, Thẩm ngồi đi. Sao rồi, hành lý lo xong chưa? Ngày mai lên đường rồi đó cậu. Dạ, cũng tạm ổn rồi. Ngày mai cậu đi, tôi chúc cậu á bản hổ đề danh nghe. Dạ, con đa tạ Thẩm. Muội cũng chúc huynh mai lên đường bình an nha. Đa tạ muội. Mà huynh đổ công danh rồi á, nhớ đến cô hai Mai Ngọc nha. Muội yên tâm đi, huynh sẽ không bao giờ quên công ơn của nhà họ Mai đâu. Nhưng mà muội về nhà đó cũng phải giữ gìn sức khỏe. Khi mà huynh trở về, nhất định sẽ đến tìm muội. Dạ. Thôi, Thẩm Thẩm ở lại nói chuyện với muội ấy nha. Dạ. Con vào trong chuẩn bị hành trang, ngày mai con phải đi sớm nữa. Dạ dạ. Dạ, huynh vào trước nha. Xuống đi. Dạ. Nè. Dạ. Đàn ông mà con, họ cũng có thể có năm thê bảy thiếp mà con. Nếu như sau này cậu Thọ mà đỗ đạt công danh á, thì cậu Thọ cũng có thể cưới con làm thiếp mà. Hai người thương nhau mà. Nhưng mà nếu như cậu Thọ cưới con làm thiếp á, chưa chắc gì cô Hai Ngọc cũng đã đồng ý đâu. Thôi thôi, coi như Thẩm chưa nói gì đi. Coi như Thẩm chưa nói gì đi. Chưa nói gì đi. Dạ Thẩm, không phải vậy đâu Thẩm. Nếu như con thực sự chỉ là nha hoàn, chỉ cần được ở bên cạnh huynh ấy, có làm thiếp con cũng chịu nữa. Đằng này con không thể nào có tình cảm với tỷ phu của mình được. Như vậy là bất nghĩa lắm đúng không Thẩm? Tỷ phu là sao? Thiệt ra con không phải là nha hoàn, mà con là muội muội của Mai Ngọc. Hả? Tại vì con không muốn phụ thân và tỷ của mình mang tội bất nghĩa, cho nên là con cố tình tìm tới đây để chăm sóc cho huynh Lê Thọ. Thảo nào, tôi nghi lắm mà. A Hoàng gì mà thay chân đẹp vậy? Tôi nghi lắm mà. Thôi, Thẩm này kỳ quá à. Thôi, trễ rồi.
Thẩm Thẩm về nghỉ đi nha. Thấy thương quá. Con Thỏ đi rồi á, con lên đường mạnh giỏi. Khi nào rảnh á, ghé thăm Thẩm nghe. Dạ, con biết rồi. Dạ, Thẩm về đi. Bảo trọng nghe con. Dạ, nhưng mà nhà ông ở đâu? Con có thể đưa ông về được không? Gì rồi con nhớ cô ba quá à. Phụ thân và tỷ tỷ ta có ở nhà không? Dạ, ông thì đi công chuyện rồi, cô hai ở trong nhà. Dạ, dạ con, đây ông là nha hoàn của con. Dạ. Chào con. Cô hai ơi, cô ba về rồi nè. Cũng biết tỷ mò gì đây rồi đó hả? Tỷ tỷ, sống khổ quá mà phải không? Ờ, dạ không có. Tại huynh Lê Thọ đã lên kinh để ứng thí, cho nên muội xong nhiệm vụ liền trở về nhà. Nhưng mà tỷ tỷ ơi, huynh ấy còn nói á, huynh ấy mà đổ công danh sẽ trở lại nhà mình để thực hiện hôn ước với tỷ đó. Chứ. Nè, tao còn chưa tính sổ mày tự tiện bỏ nhà đi theo cái tên đó đó. Cái gì mà đổ đạt quay trở về? Hắn mà có dòng về đây á, mày tự đi mà gả cho hắn. Còn cái ông này là ai? Dạ, đây ông này bị lỡ đường, bị mất hết ngân lượng. Còn em cũng không còn ngân lượng. Tỷ tỷ, tỷ cho em ít bạc để em cho ông làm lộ phí về quê nha. Mày rảnh quá hả? Người dân nước lã đem về đây rồi còn bắt chị mày cho bạc. Nói cho mày biết nha, không có bạc. Còn mày, theo tao. Dạ. Hai tỷ muội mà sao tánh tình khác nhau quá. Ông ơi, tỷ tỷ con hơi thẳng tính, cho nên ông đừng có buồn nha. Không sao, không sao. Phòng của con còn nhiều trang sức lắm. Để con vô phòng, lấy trang sức, xong rồi đổi lấy bạc, rồi cho ông nha. Ta không cần đâu. Ông đi vô nhà ngồi đợi con nha. Không, không, không cần đâu, ta đứng đây được. Rất đa tạ con. Dạ, dạ, ông đợi con chút. Được. Ông ơi, con gửi ông. Đa tạ con. Ân tình này có ngày ta sẽ đền đáp cho con. Con giúp người không có mong được đền đáp công ơn đâu ạ. Ông đi đường cẩn thận nha. Được thôi, ta đi nha. Dạ, dạ. Ta đi.
Kìa, Mai tiểu thơ, đã lâu không gặp. Chào huynh. Ta nghe nha hoàng nhà tiểu thơ nói tiểu thơ bệnh bấy lâu nay. Tiểu thơ nay đã khỏe hẳn chưa? À, dạ, đa tạ hồ công tử, ta khỏe rồi ạ. Mai tiểu thơ đừng có khách sáo như vậy mà. Ta nghe tin ta cũng lo lắng lắm. Mấy lần ta đến nhà Mai mà phụ thân nàng không cho ta gặp mặt. Nay thấy tiểu thơ khỏe, ta mừng lắm. Để hồ công tử phải lo lắng, ta ngại quá. Đa tạ hồ công tử. Tiểu thơ có khách sáo như vậy hoài à? Mình đã quen biết nhau từ lâu rồi mà, lại học chung một thầy nữa. Chẳng lẽ tiểu thơ không hiểu tình cảm của ta sao? Ờ, hồ công tử đừng có nói vậy. Ta với hồ công tử chỉ là bằng hữu thôi mà. Ừ, mà thôi, ta cũng mệt rồi, ta vô nhà nghỉ ngơi trước nha. Ờ, tiểu thơ về. Tới kinh thành Bình An chưa nữa? Cha. Ừ con. Sao nay cha về trễ vậy cha? À, cha ghé bên nhà Hồ Lão Gia đàm đạo một chút chuyện đó mà. Mai Tiên, con ngồi xuống đi, cha có chuyện tâm sự với con. Dạ. Chuyện gì vậy cha? Con cũng biết rồi đó. Nhà Hồ Lão Gia cũng thân tình với gia đình mình, đúng không? Ừ. Mà con của Hồ Lão Gia, Hồ Công Tử thì nhìn cũng đẹp người, nho nhã. Gia thế của Hồ Lão Gia cũng xứng với gia đình của mình. Cái Hồ Lão Gia mới tính hỏi cưới con cho Hồ Công Tử. Dạ, cha ơi, không có được đâu cha. Cái gì mà không được? Trai lớn lên lấy vợ, gái lớn lên gả chồng, có cái gì đâu mà không được. Dạ cha ơi, tỷ tỷ còn chưa xuất giá, con xuất giá trước, sao mà phải đạo hả cha? Ờ, con nói nghe cũng có lý. Thôi giờ như vậy, để cha lo hôn sự cho chị con xong, rồi cái cha đi gặp Hồ Lão Gia bàn tính ngay chuyện hôn sự của con cho Hồ Công Tử. À, mà cha ơi, ừ? Tỷ tỷ vốn đã có hôn ước với huynh Lê Thọ. Con tin lần này huynh Lê Thọ sẽ đỗ đạt trở về. Với nhân phẩm của huynh ấy, con tin huynh ấy sẽ là một phu quân tốt và xứng đáng là phu quân tốt của tỷ tỷ của con, đúng không cha? Thôi, con đừng có đánh giá nó quá cao như vậy á. Cha còn chưa xử tới con cái chuyện con làm càng á, tối ngày cứ nhắc nó hoài. Con xin lỗi cha. Thôi, đi ngủ sớm đi. Dạ. Thiệt tình, có đứa con gái trong nhà giống như hũ mắm kế đầu nằm, lo ơi là lo luôn. Dạ mời cha. Nè con thấy Quách công tử làm sao? Ổn không? Cha nghe nói bên nhà đó họ nhờ bà Mai tìm mối đó. Nếu con thấy được thì cha đi gặp bà mối làm mai cho con. Dạ con chịu liền, nhà họ là giàu nhất huyện bên mà. Vậy hả? Được rồi, để cha tính cho. Dạ, đa tạ cha. Ông ơi, ông ơi. Ông ơi, dạ bẩm ông. Ở ngoài cổng có quan Tân Trạng vào gặp. Quan Tân Trạng nào? Là Lê công tử đó. Cái gì, cái tên Lê Thọ? Không, bộ huynh ấy đổ trạng thiệt hả? Dạ thiệt, ở ngoài cổng binh lính tháp tùng theo đông lắm. Con ra ngoài đó mời quan Trạng vào đây. Nhanh đi dạ, con. Dạ. Con đi á. Hay quá cha ơi. Con né vô trong đi, để cha tiếp nước quan Tân Trạng. Dạ. Dạ con vô trong nhé. Đi mày. Ê,
Cô ba. Hả? Lê công tử đã đổi trạng nguyên rồi đó. Cái gì? Muội nói thiệt hả? Dạ thiệt. Dạ, con chào bá phụ. Chào quan tân trạng. Mời mời quan tân trạng. Dạ, rồi. Con xin phép bá phụ. Dạ. Mời quan tân trạng à. Dùng nước trà. À, dạ, à, thưa bá phụ, người đừng khách sáo như vậy. Người cứ gọi con là Lê Thọ là được rồi. Đâu được mày. Ngày xưa tao kêu mày tao được chứ. Còn bây giờ thì đâu có được con. Dạ. Ngày xưa thì bắt gọi sao cũng được. Còn bây giờ con đã đổ quan tân trạng rồi. Mai này con sẽ làm là ký huyện của cái huyện này. Mà bác xưng hô vậy thì đâu có phải phép. Dạ thưa bá phụ, người đừng nói vậy. Nếu như ngày xưa không nhờ bá phụ thì chắc là không có Lê Thọ của ngày hôm nay rồi. Ủa bác. Đúng rồi. Công nhận con nhớ dai ghê kìa. Dạ. Ngày xưa lúc con đi thi á nghe, là bác á, bác kêu con Mai Ngọc á đi theo để giúp đỡ con á. Dạ thưa bá phụ, trong lòng con cảm kích người và tiểu thơ Mai Ngọc nhiều lắm. Ừ, như vậy là chắc có lẽ là con không có quên lời hôn ước năm xưa đúng không? Ờ, dạ con. Sao lấp la lấp lửng vậy? Nè. Bây giờ là con định quên lời hôn ước năm xưa rồi đúng không? Con có trăng quên đèn rồi đúng không? Dạ không. Con nên nhớ nghe. Con đổ trạng nguyên được như ngày hôm nay là công nhờ Mai Ngọc dữ lắm đó nghe con. Dạ thưa bá phụ, xin người đừng hiểu lầm. Ân tình của người và tiểu thơ Mai Ngọc con nguyện nhớ suốt đời. Chắc chắn con sẽ đền đáp. Chẳng qua là con đã có ý trung nhân. Con không thể nào sống dối lòng mình, dối tiểu thơ Mai Ngọc được. Con xin người, xin người cho phép con được từ hôn. Cái gì từ hôn? Không được. Quỳnh đã hứa hôn với muội rồi mà, bây giờ đòi lấy người khác là sao? Ừ. Nè. Cậu đừng có chơi trò. Lật lọng nha. Ta mong tiểu thơ tha lỗi. Trong lòng ta chỉ có Mai Tiên mà thôi. Mai Tiên? Ý cậu nói ý công nhân của cậu là Mai Tiên á hả? Dạ. Mai Tiên con gái của tôi đó hả? Dạ thưa bá phụ. Con với Mai Tiên đã cùng nhau đồng cam cộng khổ. Nếu như không có Mai Tiên thì chắc chắn là con không có được như ngày hôm nay. Cho nên hôm nay con tới đây, con mạn phép xin bá phụ được chuộc Mai Tiên và cưới nàng làm thê tử. Trời ơi, là bác hết hồn hết trơn à. Ôi, Mai Tiên Mai Ngọc chị cũng được hết trơn á. Chứ đừng có để cho một trong hai đứa mai một là được rồi. Dạ đâu có được. Hứa hồn với con. Hả? Mai Ngọc, Mai Tiên gì ở đây? Mai Tiên mày ra đây coi. Dạ. Ra đây. Mai Tiên. Bây giờ Quỳnh ấy nói vậy là sao? Muội tin cứu phu quân của tỷ hả? Quỳnh Lê Thọ, thật ra muội không phải là nha hoàn, mà muội chính là muội thê sắp tới của huynh. Muội nói sao? Muội. Mai Tiên là con của bác mà. Mai Tiên là em của Mai Ngọc. Vậy là. Dạ đúng rồi huynh. Dạ muội nghĩ là trong thời gian qua huynh đã hiểu lầm tình cảm giữa muội và huynh. Suốt thời gian ở bên cạnh chăm sóc cho huynh, muội luôn tôn kính huynh, xem huynh như là tỷ phu của muội vậy đó. Bây giờ huynh đổi trạng nguyên rồi, muội mong huynh hãy thực hiện hôn ước với tỷ của muội như hai bên gia đình đã nói. Huynh nghe rõ chưa? Muội tôi đã nói như vậy rồi thì huynh phải lấy tôi chứ. Cha. Ừ? Cha làm chủ hôn cho tụi con nha. Tất nhiên rồi. Nè Lê Thọ. Dạ. Ý của con sao? Dạ. Dạ thưa cha, những gì cần nói con đã nói hết rồi. Con xin phép lui. Thiệt, nhỏ em thương chị nó dễ sợ luôn. Bây giờ ý con sao? Trả lời cho bác nghe coi. Thôi giờ như vậy, con khó nói đúng không? Để cha nói luôn cho. Cha sẽ lựa ngày lành tháng tốt
để làm hôn lễ cho hai con. À, hình như cha nghe nói là bên nha phủ của con đang tu sửa đúng không? Thôi giờ vậy, con rể cứ qua nhà cha vợ ở và làm việc luôn đi ha, để có thời gian hai đứa tâm sự với nhau. Con rể thấy sao? Dạ, con xin nghe lời bá phụ. Cô là... Dạ, con là Tiên, là nha hoàn của cô Hai Mai Ngọc. Tôi lấy cái này nha. À, dạ được. À, đa tạ cô nương. Mời cầm đi. Dạ. Đa tạ cô nương nha. À, ý Quỳnh muốn hỏi là muội còn phải làm công cho nhà họ Mai tới khi nào nữa? Ờ, cũng lâu lắm, muội cũng không biết nữa. Muội yên tâm đi, dù huynh thi đỗ hay là không thi đỗ, nhất định huynh sẽ kiếm cách để chuộc muội. Nhưng mà muội rất là thương tỷ tỷ của muội, cho nên vì vậy á, huynh phải cố gắng đỗ đạt nha. Ủa, nhưng mà huynh đỗ đạt thì có liên quan gì tới tỷ của muội? Thì huynh đỗ đạt thì muội sẽ là người hoàn thành nhiệm vụ tốt, cho nên là Mai lão gia sẽ thưởng cho muội vàng và hai khúc lụa nữa. Muội yên tâm, nhất định muội sẽ không phụ lòng của muội đâu. Cái đó là không phụ lòng cô Hai Mai Ngọc mới đúng. Tôi nói cho mà nghe nghe, tôi già rồi nhưng mà con mắt tôi còn sáng lắm mà. Tôi thấy hình như hai người có tình cảm với nhau đó nghe. Dạ. Sao? Thẩm này. Phải không? Đúng không? Dạ. Nhưng mà, nhưng huynh ấy đã có hôn ước với người khác rồi, con không muốn con với huynh ấy trở thành người bất nghĩa đâu. Chỉ có cô Hai Mai Ngọc mới xứng làm vợ huynh ấy thôi. Kìa, Mai Tiên. Mai Tiên à, Mai Tiên, sao hôm qua tới giờ muội tránh mặt huynh vậy? Bình thường muội vẫn ở trong phòng để thêu thùa, với lại muội nghĩ chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách cho phải đạo. Mai Tiên, những lời hôm trước muội nói là nói dối đúng không? Những lời muội nói tất cả là thật, huynh đừng có hiểu lầm. Nhưng rõ ràng lúc trước huynh, huynh từng nghe muội nói chuyện với Thẩm Thẩm mà. Đúng là lúc trước muội có ngộ nhận tình cảm của mình, nhưng mà về nhà muội suy nghĩ lại thì muội thấy chúng ta chỉ là tình cảm huynh muội. Tỷ tỷ mới là người vợ xứng đáng của huynh. Ủa, hai người nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậy? À, dạ, muội và huynh ấy chỉ nói vài câu thôi hả? Không có gì hết. À, muội xin phép tỷ, muội đi. Ừ. À, Mai Ngọc. À, về chuyện hôn sự của mình, cha đã chọn được ngày tốt, huynh biết chứ? À, nhạc phụ có nói với ta rồi, nhưng mà ta còn một số việc ở huyện nha cần giải quyết, cho nên ta nhờ nhạc phụ lo giùm ta rồi. Vậy thì vui quá. Năm nay nhà mình có song hỷ, và sau khi chúng ta thành thân sẽ tới của Mai Tiên và Hồ Công Tử. Hồ Công Tử? Thú thiệt với huynh, Mai Tiên và Hồ Công Tử là bạn từ thuở nhỏ, và Ngọc Tiên cũng có nói với muội là khoảng thời gian Ngọc Tiên giúp đỡ huynh, muội ấy mới phát hiện ra người mà muội ấy thích thật sự là Hồ Công Tử. Mọi chuyện đúng là thiệt vậy sao? Ừ, dạ. À, thôi được rồi, ta xin phép cáo từ.
Mai Tiên, hồi nãy muội nói chuyện gì với Lê Thọ vậy? Dạ, tụi em chỉ nói với nhau vài câu thôi hả? Vậy thì được. Muội nên nhớ huynh ấy sắp là phu quân của tỷ đó. Dạ. Quyện quan phu nhân phải là của tỷ. Muội đừng có mà suy nghĩ lung tung nữa. Tỷ ơi, hôm bữa muội cũng đã nói chuyện rõ ràng rồi mà tỷ. Muội thì rõ ràng, nhưng mà huynh ấy thì chưa. Tỷ nói vậy là sao? Muội phải yên bề gia thất thì huynh ấy mới không suy nghĩ lung tung nữa. Nói tóm lại là muội phải lấy Hồ công tử. Dạ, chị nói phải, em sẽ thưa chuyện này với phụ thân. Vậy thì tốt, muội nhớ đó nha. Đem nước rửa chân vô phòng cho ta. Dạ. Lẹ lên. Dạ. Cô ba, sao cô phải chịu thiệt thòi như vậy? Rõ ràng lúc Lê đại nhân còn nghèo khó, chính cô hai đã hủy bỏ hôn ước trước rồi còn gì. Muội nói cái gì vậy? Ta với tỷ tỷ đều là tỷ muội ruột. Trước khi mất, mẫu thân cũng đã căn dặn là hai tỷ muội phải yêu thương lẫn nhau. Ta biết huynh Lê Thọ là người tốt, vậy thì nếu tỷ tỷ ta lấy huynh Lê Thọ chắc chắn sẽ hạnh phúc, đúng không? Cô ba thì tốt bụng quá rồi, còn cô hai á thì con á là con chỉ tức cho cô ba thôi. Thôi em đừng có nói vậy nữa, ta đã quyết rồi. Mà muội lo lấy nước cho tỷ tỷ của ta đi kìa, không thôi á tỷ tỷ ta la muội đó. Dạ vậy thôi con đi nha. Ừ. Dạ, chào bá phụ. À, con về rồi đó hả? Dạ. Ngồi nghỉ mệt tí xíu đi. Dạ, con xin rồi phép. Bác kêu tụi nhỏ dọn cơm ăn. Dạ, thưa bá phụ. Sẵn đây con xin thưa với người, bên quyền đường đã tu sửa xong rồi. Vài ngày nữa con xin phép dọn qua đó để tiện xử lý công vụ. Cũng được, ở ngoài đó xong xuôi hết rồi á, con cũng chuẩn bị hôn lễ đi là vừa. Dạ. Uống nước đi con. Dạ. Dạ bẩm ông, Hồ công tử tới ạ. Ừ, con ra mời Hồ công tử vô cho ông. Dạ. Uống nước đi con. Dạ. Dạ, con chào bá phụ. Ngồi ghế đi con. Dạ. Con dùng nước nha. Dạ, con đa tạ. Xa quá, con tự rót nha. Dạ. Sẵn đây bác giới thiệu cho tụi con biết nhau luôn. Đây là Lê Thọ, phu quân của chị Mai Ngọc. Dạ. Còn đây á là Hồ công tử, phu quân tương lai của Mai Tiên. Chào Lê đại nhân, nghe danh đã lâu nay bác tôi mới có dịp được diện kiến. Chào Hồ công tử. Mai Tiên, ra cha biểu con. Dạ thưa cha. Hồ công tử tới muốn tâm sự với con. Con với Hồ công tử ra ngoài dạo chơi nghe. Dạ. Dạ con xin phép. Ừ. Chào Lê đại nhân. Xin mời tiểu thơ. Dạ con xin phép cha con đi. Ừ. Chào Thọ huynh. Vậy con xin phép bá phụ con về phòng. Ừ. Mình làm như vậy không biết đúng hay sai. Dạ thưa ông, con có chuyện muốn nói.
Nhưng mà không biết có nên nói cho ông nghe không? Thiệt, ông rầu nhất trong cái gia đình này là khi gặp mày á, chưa nói cái gì hết, lệ mày muốn rơi à. Chuyện gì? Cái gì mày nói đi, mày đứng đó giống như mày chuột tao chết. Rồi để cho mày khóc vậy. Chuyện gì? Nói coi. Rõ ràng là ông biết Lê Đại Nhân với cô ba yêu thương nhau thiệt lòng. Sao ông còn cố tình chia rẽ họ? Khổ quá. Mai Ngọc, Mai Tiên gì á thì đều là con gái của ông. Mà bây giờ á, con nghĩ coi, nếu mà gả Mai Tiên cho Lê Thọ thì cái tính của Mai Ngọc á, con biết rồi. Trời ơi, tính của hai con á, đâu phải dạng dừa đâu. Đâu để yên cho cái cặp vợ chồng Lê Thọ với Mai Tiên, đúng không? Đó. Mà cái được nữa là Hồ Công Tử cũng thích Mai Tiên, Mai Tiên cũng ưng Hồ Công Tử, với lại Mai Tiên cũng nhường Mai Ngọc cho Lê Thọ rồi. Có gì đâu nữa mà con buồn, con thắc mắc. Dạ con hiểu. Còn chuyện gì thưa nữa không? Dạ không. Mai mốt á, nói chuyện với ông tươi lên nghe không? Dạ. Chứ rầu rầu kiểu này á, ông rầu thôi con, ông cũng chết sớm nữa. Dạ con cười. Cái coi. Dạ. Thôi vô dọn cơm cho gia đình mình ăn hen. Dạ thưa ông, con đi. Thương riêng rồi cái phải dạy từng ly từng tí như vậy á. Hồi đó cha mẹ sinh ra không có dạy vụ tươi cười hả con? Mai Tiên, hay là mình đến hồ cành chùa ngắm hoa sen, mùi thấy sao? Mai Tiên. Dạ. Huynh vừa nói gì? Ta nói là mình đến hồ ngắm hoa sen, mùi sao vậy? Bộ mùi không khỏe hả? Ừ. Dạ không, mùi không sao. Thì huynh muốn đi đâu cũng được. Ừ. Mai Tiên, ta có chuyện muốn nói với mùi. Tại sao mùi lại đồng ý hôn sự của hai đứa mình? Sao? Sao huynh lại hỏi như vậy? Làm bạn hữu với mùi lâu nay, ta cũng hiểu tính của mùi mà. Mới hôm qua mùi còn từ chối ta mà. Thì tại em chỉ nghe theo lệnh của phụ thân thôi. Với lại huynh cũng đối xử tốt với muội mà. Chứ không phải vì Lê Đại Nhân sao? Ơ, dạ, dạ không, không có phải đâu. Ta có nghe Phong Thanh, gia đình muội nói về chuyện của Lê Đại Nhân. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Muội và Lê Đại Nhân chỉ là tình cảm huynh muội. Huynh đừng có nghe bọn gia đình nhiều chuyện thêm thắt vào nha. Ừ, ta biết rồi. Dạ. Mai Tiên. Dạ. Dạ. Con chào ông. À, ừ. Ông khỏe chứ ạ? À? Ông vẫn khỏe. Còn con khỏe không? Dạ con khỏe. À, vậy là tốt rồi. À, ông về đây là muốn đền đáp công ơn của con. Dạ không có cần đâu ạ. À. Đó, cái người ban ơn lúc nào cũng nói như vậy hết. Nhưng con yên tâm đi, ta có nhiều tiền lắm, ta đền đáp cho con. Bây giờ con muốn cái gì ta cũng chịu con được hết đó. Dạ ông ơi, con đã nói là không có cần đâu. Tại vì con thấy giúp được ông là con đã vui lắm rồi. Ờ, vậy à. À, còn đây là... À dạ, đây là Hồ Huynh. Dạ, chào ông. Là phu quân sắp tới của con. Vậy hả? Dạ. Mùi thấy trong người không có được khỏe, mùi xin phép về trước. Vậy mùi để ta đưa mùi về. Thôi được rồi, không có cần đâu, mùi tự về được. Con chào ông. Con về. À, cậu là vị hôn phu của Mai Tiên hả? Dạ. Sao ta có cảm giác Mai Tiên vẫn còn khách sáo với cậu quá. Dạ bẩm đại nhân, có Hồ công tử muốn gặp ngài. À, mời huynh ấy vào. Dạ, vào đi. À,
Dạ, tham kiến đại nhân. À, chỗ thân tình huynh không cần quá đa lễ đâu. Sao, huynh tới tìm ta có chuyện gì? Dạ, thưa cùng đại nhân, chẳng qua là huyện ta có một trà đạo dành cho các tú tài đàm đạo danh thơ. Nghe danh đại nhân đây cũng là một bậc tú tài, cho nên tôi mạo muội đến đây mời đại nhân cùng với tôi đàm đạo thôi mà. Vậy thì tốt quá. Ta mới về đây cũng muốn tạo giao hảo với tất cả mọi người để nắm rõ tình hình ở đây như thế nào. Dạ, tôi cũng có chuyện này muốn mạo muội hỏi đại nhân. À, có chuyện gì huynh cứ nói đi. Tôi nghe giai nhân của bá phụ nói rằng khi xưa Mai Tiên từng đến chỗ của đại nhân và giúp đỡ đại nhân ăn học, và đại nhân đây cũng có ý định muốn cưới Mai Tiên làm thê tử. Ban đầu tôi cứ nghĩ là bọn giai nhân đặt chuyện lắm lời, nhưng mà trong khoảng thời gian mà Mai Tiên bệnh nặng, cũng thật trùng hợp là trong khoảng thời gian đó. Ta chẳng giấu gì huynh, đúng là như vậy. Nhưng giữa ta và Mai Tiên, cả hai bên hoàn toàn trong sạch. Trước đây chúng ta dựng hai thúp liều ở cạnh nhau, nhưng mà cả hai đều giữ lễ. Ban đầu ta cứ tưởng là Mai Tiên có tình cảm với ta, yêu mến ta, cho nên ta muốn cưới nàng làm thê tử. Nhưng mà hóa ra chỉ là ta hiểu lầm, ảo tưởng mà thôi. Người Mai Tiên yêu chính là huynh đây. Dạ. Tình cảm này chỉ là đơn phương, ta cũng đã buông bỏ rồi. Thời gian sắp tới ta được lệnh của vua đi sứ một thời gian. Ta cũng biết được huynh và Mai Tiên chuẩn bị cưới nhau, ta chúc mừng hai người. Ta muốn là huynh sẽ không hiểu lầm chuyện giữa ta và Mai Tiên. Mai Tiên là một cô nương tốt, ta mong là huynh sẽ luôn yêu thương và trân trọng cô ấy. Dạ, tôi xin cáo từ đại nhân ạ. Cáo từ. Dạ, con xin phép bá phụ, xin phép người con về huyện nha. Muội theo huynh nha. Cha, cha cho con đi theo huynh ấy nha. Không cần đâu muội, bên đó ta đã có gia nhân rồi. Thôi cho muội theo huynh đi, tại vì trước sau gì muội cũng là bà chủ của huyện nha mà. Vậy tùy ý muội. Dạ cha. Quân đâu? Dạ. Hãy bắt lấy tên Lê Thọ cho ta. Dạ. Dạ. Chuyện gì vậy? Ta làm gì mà các người bắt ta hả? Nhà ngươi mưu đồ tạo phản, hoàng thượng ra lệnh cắt chức nhà ngươi và bây giờ bắt tạm giam để chờ ngày xử trảm. Cái gì? Đại nhân, chắc có gì hiểu lầm ở đây. Lê đại nhân là người trung nghĩa, tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện đó. Chắc hiểu lầm rồi đó đại quan ơi. Dạ đúng. Dạ. Rồi đó đại quan. Ta trong sạch, mấy người lấy chứng cứ gì buộc tội ta? Ông là quan, ông biết luật lệ, vậy thì chứng cứ đâu? Ta có chứng cứ. Hắn nói với ta rằng chính miệng nhà ngươi đã nói với hắn khi mà nhà ngươi đi sứ sẽ cấu kết với ngoại bang và dẫn quân lính xâm lược lại nước ta. Ta không nói bất cứ điều gì phạm thượng hết. Ta làm chứng, ngươi đừng hòng chối cãi. Hồ Bách. Hồ Bách, ta nói điều đó với ngươi khi nào? Ngươi đừng có mà chối cãi nữa. Đây là Hồ công tử, là một văn sĩ có tiếng ở trong vùng của chúng ta, cho nên lời của Hồ công tử nói ra thì không thể nào sai được. Quân đâu? Giải hắn về cho ta. Đi. Không, đi mà, bị quan mà. Vậy lên bị quan. Chạy đi. Lê Thọ, Lê Thọ. Hồ Bách, sao huynh lại vu khống cho Lê đại nhân chứ? Mai Tiên, những lời ta nói ra là sự thật. Với lại Lê Thọ đáng bị như vậy, nàng biết mà. Thì ra huynh lấy chuyện tư để trả thù huynh Lê Thọ. Huynh đúng là nham hiểm. Đại nhân, huynh Lê Thọ bị quan, mong ngài hãy xét xử. Im đi. Hoàng thượng đã ra thánh chỉ, tất cả các ngươi quen biết với Lê Thọ đều là tội phạm. Quan mau chạy hết đi cho ta. Quan cho gia đình tôi quá đại quan ơi. Tôi không có liên quan gì hết đó quan ơi. Không nhiều lời, quân đâu, giải đi hết cho ta. Quan ơi. Tội phản quốc là trọng tội, nên tất cả người thân đều bị xét xử. Ta nghe nói ngươi đã có vị hôn thê sắp cưới, nên chiếu theo điều lệ buộc phải xử trảm theo ngươi. Ta bị hàm quan,
Nếu như ông muốn xử thì cứ xử tội ta, không liên quan tới người nhà của ta. Theo luật, hai nàng kia ai là vị hôn thê sắp cưới của Lê Thọ? Là nó. Mai Ngọc, con nói cái gì vậy? Cha, con biết là cha thương muội ấy, nhưng mà cha đâu thể che giấu sự thật này. Quang à, tôi và Lê Thọ có hứa hôn với nhau, và cũng chính cha tôi đã hủy hôn ước này một năm về trước. Rồi sau đó Mai Tiên mới tự ý tìm tới đồng cam cộng khổ với Lê Thọ. Rồi chính Lê Thọ khi đổ quan để về nhà tôi, xin cha tôi được cưới Mai Tiên. Nàng kia, nàng có phải là vị hôn thê sắp cưới của tên Lê Thọ này không? Dạ đúng, tôi chính là vị hôn thê của huynh Lê Thọ. Mai Tiên, sao muội khờ vậy hả? Sao muội hy sinh cho người khác hoài vậy hả Mai Tiên? Muội không hy sinh cho ai khác cả. Ngay bây giờ muội đang sống cho bản thân mình. Muội muốn được chết cùng với người muội yêu thương. Mai Tiên. Đại nhân, người nghe rõ rồi đó, tôi không có liên quan. Còn im đi, con cũng biết hổ thẹn hay sao mà nói ra câu đó. Nhưng mà sự thật là vậy mà cha. Mai Tiên, cha có lỗi với con nhiều lắm. Cha, cha đừng có nói như vậy. Cha không có lỗi gì hết. Bây giờ con với Quỳnh Lê Thọ sắp chết rồi, con muốn xin cha một điều có được không cha? Con cứ nói. Cha hãy kết đôi cho con với Quỳnh Lê Thọ để được thành vợ chồng trước khi chết được không cha? Nhạc Phụ, con xin người đồng ý. Cha đồng ý. Xin phép quan. Được, đứng lên đi. Cha tuyên bố hai con đã là vợ chồng. Dạ, dạ. Đa tạ nhạc phụ. Mai Tiên. Tỷ tỷ, muội không có trách gì tỷ đâu, nhưng muội muốn xin tỷ một điều, là khi muội đã chết đi rồi, tỷ ở lại chăm sóc cha giùm muội nha. Biết rồi. Ông cứ xử trảm chúng tôi, nỗi quan này có trời xanh thấu. Hay, hay lắm. Ủa, ai vậy? Ông lão. Sao ông lão ở đây? Quan thượng giảng tuế. Quan thượng đó. Quan thượng giảng tuế. Giảng tuế. Tất cả hãy bình thân. Tạ ơn quan thượng. Lúc trước khi ta đi di hành và ta đã bị cướp tất cả hết, nhưng nhờ có Mai Tiên đã ra tay cứu giúp, và ta đã hứa rằng sẽ đền ơn đáp nghĩa cho Mai Tiên. Nhưng Mai Tiên nhất mực không nhận, cho nên ta mới nghĩ ra kế này. Hồ Bách, ngươi hãy nói rõ lại sự tình đi. Dạ. Thật ra hôm trước lúc muội về, hoàng thượng có hỏi ta về chuyện của muội, và ta đã thuật lại mọi chuyện của Lê Thọ và muội. Và hoàng thượng đã nghĩ ra cách này để thử lòng Mai Ngọc, để cho Mai Ngọc chính miệng từ hôn trước công đường này. Cũng nhờ có Khanh đóng rất đúng cái vai ác đó. Dạ. Muội đa tạ huynh. Xin lỗi huynh, muội đã hiểu lầm huynh. Có gì đâu, thật ra ta mong người ta yêu thương được hạnh phúc thật sự. Mai Ngọc, tình yêu không thể toan tính được. Xin lỗi muội nhiều lắm, muội không có trách gì tỷ đâu. Đây là bài học cho ngươi, từ giờ phải sửa đổi tánh tình nghe chưa. Dạ, nhưng nữ biết tội của mình rồi. Cuối cùng rồi thì những người sống có tình sẽ quay về bên nhau. Ta chúc cho hai Khanh được bách niên giai lão,
sống cho tới răng long đầu bạc. Tạ ơn hoàng thượng. Tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng anh minh. Hoàng thượng giảng tuế. Giảng tuế.